quá quá hết 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 em lùm á. Hai con luôn. Ê chụp bay. Ê cái gì vậy? Hết 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 hết. Mấy con có con hả? Thì anh em mình thì cũng rất là thích sinh tồn nha. Thì lý do thì vợ mình bầu bì nên mình cũng không có đi lâu được. Mong tất cả các bạn thông cảm giúp mình nha bạn. Các bạn ơi, thì mình đã sắp xếp công việc nhà với mình mượn bà chị vợ vô ngủ chung với vợ mình hai đêm nha bạn. Hôm nay anh em mình sẽ tổ chức một cái cuộc sinh tồn 2 ngày 2 đêm nha, để gửi tặng tất cả các bạn nha. Cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ anh em mình nha bạn. Thì anh em mình thì cũng rất là thích sinh tồn nha. Thì lý do thì vợ mình bầu bì nên mình cũng không có đi lâu được. Mong tất cả các bạn thông cảm giúp mình nha bạn. Thì lần này anh em mình đi sinh tồn á, thì đem theo là tay lưới kéo nha bạn, với mấy cái lờ để đi đặt nha, với nồi xoong chảo, với quần áo, với mình mùng nha bạn, với đèn, với nước nha, với gạo, nói chung đồ nêm tất cả các thứ nha bạn. Thì chỉ bấy nhiêu thôi. Bây giờ anh em mình sẽ làm cái trò ngay đây để anh em mình sẽ tá túc 2 ngày 2 đêm nha. Đây bây giờ mình sẽ xuống trụ nha bạn. Hư ho hư ho hư dân ba hư ho ho hư hả không? Đâu mà dài dữ vậy? Rồi, ok bạn. Lấy cái tay hàng tử ra. Khoan, mình căng miếng mũ ở đây rồi mình đóng mấy cái trụ dưới nè. Nó bằng cột chi thằng bú. À, chưa chắc gì mày biết à đâu. À. Cột ông lại. À. Mày giống ba à nha, mà chưa chắc gì mày biết nó đang làm cái trò hình kiểu gì đâu mà à. Thế à. Kiểu chứ tim. Tuy mới thèm. À thế à. Ủa, cứ nhắc trời. Nói chung thì mùa này nó cũng có mưa gió nha bạn, nên anh em mình sẽ làm cái chòi bằng bạt nhựa nha. Có thể anh em mình tá túc mưa chứ không ướt đồ đạc nha bạn. À, chứ chắc dạ, à, làm sao mà. À. Ủa, ngọng kết bù đen này gì trời. Đâu ngọng đâu. Đó, ngọng kết bù đen đó. Tính là lử liếm luôn hay không? Ông ơi, đúng không ngọng? Ông mà quýnh cháo đâu mà quýnh nước miếng nữa. Ông đập không à? Ông là hương con cháo nhất trên đời luôn á. Không, nè, lại nữa kìa. Mày chạy hồi là bị dính đạn không? Ông đi đi ông. Mũ hôm với ta. Kệ theo luôn kìa. Mùi mũ nữa. Cái mũ thôi mùi khô. Theo luôn kìa. Cho nó ra dư ra ngoài chắc lên có gì mưa cái mình kéo ra. À, à thế làm sao mà à. À, các bạn ơi, thì cuối cùng anh em mình cũng đã làm được cái chòi để anh em mình tá túc 2 ngày 2 đêm nha bạn. Thì ở trên anh em mình sẽ phủ bạt nhựa để cho không bị mưa dột nha. Ở dưới thì anh em mình đã phủ một lớp lá chuối, rồi phủ lên một lớp bạt nhựa nữa để cho anh em mình ngủ im lưng và không bị hơi đất lên nha bạn.
đó, xong chơi rồi mát mẻ luôn. Mẹ. Gió ngoài kia hỏi hù hù vô ha, trời ơi má. Ồ, yeah. Yeah luôn. Giờ này nằm ngủ một cái mà không tới chiều thui cũng mua. Thấy quá quá. Má, quá trời má. Đi tôi ở nhà tôi giữ chậu cho. Ờ, ta hỏi lại chậu. Mày đi lại lụ. Mày đi lại tao giờ đi chậu cho. Đây tao đăng ký trước rồi. Đăng ký rồi nha. Mày nhỏ con nè. Mẹ ở đây nếu mà có biển vô mà làm lại chạy không kịp nữa. Đúng không? Xanh có biển vô hả? Ừ, chưa tính tạc răng nữa. Đúng rồi. Nói nó một tiếng là nó đi liền. Mày nói nó một tiếng sao mày làm cho bẹp rồi. Mày nói tiếng sao mày làm cho bẹp rồi. Chưa kịp nói nữa. Thì xong rồi nha bạn, đồ đạc anh em mình đã sắp gọn gàng nắp nha. Cái liều này là năm anh em mình ngủ thoải mái bạn. Tại vì thấy vậy chứ nó bự lắm nha. Chào. Chào tới bên kia là dư sức qua cầu nha. Cái này sắp chụng cá mồi á. 200 cá mồi luôn á. Rồi bây giờ anh em mình đã sắp đồ gọn gàng nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ nghỉ ngơi một lát nha. Thì chờ cho nó chiều mát mát, anh em mình sẽ dẫn các bạn cùng đi săn bắt nha. Tại lúc này chưa bắn nắng rất là nắng nha, nên nướng chưa có cài nữa bắt chưa có được. Trời chiều mát đây, anh em mình sẽ dẫn các bạn cùng đi săn bắt với anh em mình nha bạn. 2000 years later. À các bạn thì bây giờ trời cũng đã chiều và mát mát nha bạn. Thì nước sông thì quá nhiều nước nha. Anh em này không thể nào mà xuống kéo dưới sông được nha bạn. Nên anh em mình gặp được cái ao này nha bạn. Ủa. Ủa. Mát trời. Đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Xuống xuống. Điệp câu. Ê cá mộng. Cá mộng. Mộng đang ở đây hả vậy? Cá mộng đâu? Đó đó đó, ngồi đó. Cái giỏ đây nè. Rồi. Rồi. Lên không lên? Lên không? Em không? Không biết. Nào, nó phọc rồi bé ơi. Thấy bằng tay tao luôn. Bữa nay cái khớp kia bên đây. Bây giờ anh em cái tài lưới nó kéo cái ao này nha bạn. Cái ao này là ao thiên nhiên, không có nuôi nha. Nên anh em mình kéo hí hí rồi có cá nha bạn. Hên xui nha, nếu không có cá bự thì cũng có cá lồng tông khô quẹt được nha bạn. Khi mà né được thì trời. Con qua đâu á? Đủ chưa? Có ăn tè lại. Đúng luôn. Sửa lấy em lục. Kéo ra sao luôn. Nóng ngay cái phao đó là được rồi. Ừ, rồi. Chưa, chưa, đợi em tè lên cái. Xé đậu gì bên kia? Ừ. Ê, con cá mọi người. Ê, đi, 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 con cá cặp bờ lắm chứ. Bây giờ anh em mình sẽ kéo nha bạn. Con cá cặp bờ. Có nha, có. Có mà, có gì? Không có, chắc chứ sao quẹt cái mày luôn quá. Lùng, đi heo, đi heo, dĩnh, dĩnh mấy chị đi lùng. Đang dĩnh ăn. Có mà, không biết có con gì thôi. Không có nữa, tay con quẹt thiệt luôn quá. Chỉ có tép lên sao trời, hút bịch già luôn chứ đừng giỡn nha. Thấy có tép cũng bún kìa. Con cá lóc mít luôn. Sao mới nhanh với ông cô? Điện thằng đi trước hay sao cũng ngon vậy. Tại cái lưới mà cái tụng bự mà. Tụng bự mà heo nhỏ mà. Đó, đánh, 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 đánh. Rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Hiểu hả, hiểu hả. Kéo lên 50 ngàn. Cái bóng nào luôn đó. Giỡn cao đó tép. 50 tỷ con cá luôn rồi. Rớt cái đi mẹ đi. Mới đầu bắt được tép chứ. Ăn luôn, ăn luôn. Thôi. Dội, không có dội lắm. Cái tụng đứng ở đây, đứng ở đây. Ở qua đúng không? Đứng ở đây tao kéo thẳng nặng tớp. Trời ơi trời. Mới làm thôi. Ba mình mới bắt được nó. Mình 25 mình đi một cái một rồi, cá nó dội. Cao nữa lục. Cao lên. Cá chốt. Rồi tép. Tép 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 nhiều tép. Tép bật già luôn. Kéo 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 luôn. Cầm cái đi, cầm cái đi. Kéo cái chì lại luôn. Tông tông nhóc luôn. Tép luôn. Tông tông bắt gà luôn rồi. Tông tông dữ lắm đó, tông rồi. Rồi. Tông tông bắt gà luôn em ơi. Thu lưới đi. Tông tông kìa, cái đầu luôn chứ hết chứ. Tông tông lắm, tông tông luôn. Nhìn có sống à. Wow, wow. Ê, ếch, ếch. Ếch em lùng á. Ít em lùng, ít em lùng. Bự, YouTube bên kia ơi. Đâu đâu á, đồ dưới trời đâu. Tông như te vậy hả? Bên kia ơi, lọc bên lưới bên kia ơi. Xuống đâu? Quay cho nghe chỗ cái dò lùng á. Ừ, đó đó, kéo lên. Nè. Ớt.
cái cô đồng luôn, cô mời cho bá luôn. Ừ, hình thức mà bác. Bác chụp hết ra đi. Ai dạ. Tông tông nhóc luôn em ơi. Có thêm rồi, có thêm món lết đặc sản nữa. Quá đã quá. Ê, con nữa. Con nói con nữa. Con cho bá mà. Ừ, cô đồng nữa kìa. Ừ, con cô đồng nãy. Trời trời, cái ông tông con cứ già mà. Ô, được hai hết rồi, không già. Dạ, hết đâu. Nè, nè, cái ông tông khúc già luôn nè. Ừ, ừ. Từ từ. Dưới gỗ cái thân này. Ủa không dạy được hai lớp trời. Biết đâu kéo hết rồi, được 5-7 lớp thôi, khúc mà già luôn quá. Rồi hai con nữa, sống luôn. Càng còn cá tông con chùm bá bá. Lấy gỗ này xuống vô. Khỏi khỏi khỏi. Đừng lấy gỗ. Lấy gỗ. Ủa cái khó luôn, dùng xuống cái cho uống nước nè. Ừ. Ủa cá tông ngon lạnh lên trời. Gạo gạo một dư. Hai ngớt đi. Tiếp hết rồi. Nè bạn con. Cá tông ngon lạnh ngon ngon. Tiếp nữa. Con này lên bà liêu kiểm này ngon lạnh rồi. Chưa chơi có sự phẩm quen. Tiếp tục xài lưới thứ hai nha bạn. Thấy con sống rồi hả? Trước tiên là thấy được đủ ăn luôn rồi đó. Ngon. Thấy đủ ăn luôn đó mà. Hết trời nữa rồi thôi. Hai con hết con. Mình kiếm ra coi để coi chừa ngày mai được không? Ngon luôn nha. Cá lồng tông nhiều mà phải khô cái thời đúng trời. Khô cá lồng tông hả? Ừ. Phơi mấy nắng. Phơi một nắng rồi chiên hoành tráng luôn á. Dữ sao? Ừ. Đó sao mà hay quá vậy? Tìm lắm. Đâu sát vô luôn không? Mọc địch. Sát rồi, cái lưng nó là cái máy rồi. Địch xấu xa. Không xa thẹn. Ủa một ốp đó một cái nữa, dầu to với má hụ nè. Thiệt không? Thiệt. Không, này là họ tới đó vàng phải đi trước bọc qua kia luôn. Ốp vô móc he he kia. Đó. Của tình di văn đã trôi đi vào quạnh làng. Ây da, bú. Mày bú đi ta. Mày bú đi. Dạ. Bú bú đi, mày bú đi, mày đi lên bờ đi. Mày lên lại, mày bú đi, mày dạy cho con đâu có một quả đâm hống xuống lụng như kéo dính nữa. Mệt. Trời ơi, trời ơi. Nói trời. Mệt nữa. Ừ, dặn dặn trên bờ cỏ rồi đó, tới đâm hống xuống nha. Hết đâu rồi. Rồi vàng đi trước, đi nhanh lên vàng, đi nhanh lên. Ừ. Đi nhanh lên. Bọc qua. Chưa đó không sầm. Ba đứng đây là bờ ba luôn nè, ba luôn nè. Xuống phụ đây anh ta ơi. Anh ta. Xuống, đó. Xuống, xuống đây phụ bên đây anh ta. Xuống phụ đây đi. Để trời. Biết hết cũng biết chỗ nào nóng vậy. Kiếm ra con ếch nữa thì. Quá đó góc đó. Rồi thôi con. Cái ông tông nạt vô nước tạp bạc luôn. Cái mấy chị mấy chị này hơi bị dùng nha. Ok nha, ta tới luôn nha. Tới luôn. Đừng gom mấy chị vô mới được. Kéo kéo khác với chị kéo dài. Là cái queo chạy. Queo à. Tục chưa. Rồi giữ nó nha. Em giam dính này nè. Không? Kéo mấy chị luôn. Kéo chị vô đây đây. Kéo vô mà. Kéo vô kéo quá hết rồi. Vô đó. Ừ, vô hết. Ừ. Vô hết đó lên nè. Ờ. Trước. Ở chưa? Cũng bút lên luôn được. Còn hết chưa hết. Rồi lên luôn. Rồi cho lên luôn, lên luôn. Trời ơi, cá. Cái chân ngông. Cá mại. Chân ngông. Chưa chân thấy cá mại rồi. Nó tới không có đụng nữa, không có, nó chỉ rửa tới cài. Bàn kia kìa của hết đó coi. Ép. Không có con tép đâu mà dở. Ép có mà thua. Không, hết nãy đâu. Chạy nổi đó. Đó đó. Ê, cái gì vậy? Ê, nó ra. Ê, nè. Ôi. Không có đường nào mà chảy. Mấy con, có con hả? Có con hả? Rồi. Ủa, đưa con hết đó. Trời ơi. Ủa, quý bự nữa kìa. Dạ luôn. Giờ to với bác hộ luôn. Đây là để vũ lại. Ôi. Chúng mình lớn rồi. Rồi, dữ ăn luôn. Đó đã hai con phi luôn vậy. Ừ, rất chậm quá. Được chưa quá nè. Hai đùi ghé tiền á. Ôi, cái con phi cứ già luôn. Thêm nguyên ngất chứ mọi người. Đó, để tôi. Thôi tép dốc cho chạy gào lên gào lên tép này nổi lên mình gào dính nè. Kiếm tép nó canh thật làm dữ ơi. Tép nó canh thì cứ luôn chạy tép nè. Ngon luôn á. Bắt giá tép luôn nè. Mình gào lên lưới đi rồi lên luôn chứ. Trời giác tới lưới đi không chứ. Ủa, cái mại nhóc chân trời. Tép mà bật giả luôn. Đây là nhầm quê thì kêu con cá thiểu các bạn, nhầm miền thì kêu con cá mại nha. Kho ngon lắm. Béo. Quá đã luôn trời. Cá thiểu. Tép nhóc cho nè. Rồi hai ếch hôm nay mới tiêu rồi. Vô địch thiên hạ luôn rồi. Ba con ếch. Nhiều quá. Ủa, còn cái chốn nha. Ơi. Cái chốn này bé quá dùng đi. Vô địch thiên hạ luôn rồi. Trời ơi. Ơi cá. Tông tông, tông tông. Dạ.
Ồ, ngon lại các bạn. Bây giờ anh em mình vũ lưới đàng hoàng, kéo một tăng một lại tới thằng kia có được tép này bạn, để làm đồ canh cứng khừ luôn nha. Sao dữ mày? Học máu. Nữa nào, cá bao nhiêu? Cá được nhiêu? Không? Tay hả? Nửa tay. Ây da, nãy giờ ông Điêm đạp cái chốt luôn chưa hả? Không. Chị máu nữa rồi. Mất gì tao phải đạp cô. Rồi đi đi. Rồi lên đường nè. Bu bu tay nó có động mà. Không bu đó. Lên bầu đi, nãy hình nãy đi. Thôi tôi không bu mà nó. Hồi nãy hình trong con ếch á, mà lên bầu đi đi. Bầu xí xí rồi á. Ừ. Hồi nãy mới đi hành trong con ếch, con đừng đó không? Rồi kéo đi. Ừ. Tôi không dễ nè. Hay nãy tôi làm cái chiêu. Rồi bắt luôn. Chúng kêu hồ má thương với trời. Hết chưa chứ hiện nữa. Hết luôn rồi. Cha này có 2-3 hết bắt tao luôn rồi. Nhanh lên các bạn. Ô thầm không có con hang đúng không ơi. Tập lộn lên nào, chúng ta còn không còn hết được nhiều đâu. Đừng ai mà nhớ cái miếng rượu này không, mà khoảng một đập năm trước mà ta từng chơi về bữa kéo cái bao á. Bây giờ ta có cái ao nè. Cái bao gì? Cái bao kéo cái võng đó. Cắm đầu kéo hay quá trời. Ờ. Không ngồi chứ kéo đó. Cũng già hành cao nè. Quái đạn như chứ. Ngồi kéo sấp mặt luôn đó. Nước nó dọc vô. Cái hang. Chú dò cái ông tông luôn. Hết đâu. Hai con nó đi chẳng năm con. Ai ấp vô cái bụi luôn. Nó có cái từng cậu chạy. Hai nhỏ hả? Đó. Cua đây nó trắng vậy mạt. Cua trắng luôn hả? Ủa biết bao sục cũng chạy. Cá sục. Thôi tha nó bằng đi. Đủ cá trọng khổ luôn á mà thôi. Có hai nhiều mà tha nó bằng đi. Bắt nhiều tôi ngại lắm. Thì tôi thấy càng ngày càng nặng chằng. Nó lỡ đắt nó đổi cá nữa trong mình dưới ta. Trời ơi mày nhảy như nó mới bự cái bụt lên đó. Tâm tông. Đằng mé này nãy có thôi nè nghe không, tao kéo tao cá luôn mới ghê nè. Ghê hả? Thả đi. Sao không thả chứ? Con dưới trại giãn kịch lại gần. động đi mà tặng động đó đi thêm xuống vườn thôi. Động quẹn quá dưới cái hèm mới về luôn trời. Mày kiếm ếch chứ vậy. Mày dương chứ hả? Mày đọc nó đi. Anh cái nó giỏi trong giờ. Mày dương hả? Mày kêu thiết khuyến công chúa lại. Giờ muốn ra là tao múc. Dương mày hỉ nghe hiệu vậy. Lập em cái cửa đi. Mày dở quá, mày kêu thiết khuyến công chúa lại. Đứng đi. Trời ơi, thôi lậu. Đồng Dương tới đây. Thả đi. Thả đi. Kéo mấy chị vô mấy nơi. Mày còn ai có hết rồi. Trời. Cái lùi kiến nhỏ xíu hả? Chọc ba luôn, con cá kia chọc ba luôn mới đột ra ngoài vô mấy nơi. Kéo mấy chị vô. Kéo vô mà. Cái lùi kiến chọc ba luôn. Không biết ra ngoài hay vô nha. Trời ơi, cá nhảy ra luôn quên. Cá chốt bự kìa. Ôi, cá chốt nó bự như cá vô luôn kìa ông nội. Mới đâm cái chốt nó già luôn. Mới đâm được cái khốn vậy. Ủa, cá luôn kiến quá trời, cá chốt bự. Bự như cá vô luôn. Không luôn. Bự cái chốt trò á lửa. Để nó đi. Thu vô. Thu không hết trời. Bạn em phù hộ đi. Đó, hai con luôn. Ê, chụp đây. Đâu rồi? Đâu rồi?
đây nè, trong cái tay ông sàm á, không cá hại, cá hại trong tay kìa, dưới đây nè, cái chốt bây giờ kìa, nó kìa, nó kìa, cái đầu nó kìa, đó hai ít rồi, con cá lóc có con hả, có con ít rồi chưa, con cá lóc có một con ít chứ, cá lóc bự luôn kìa, ồ quại đạn nữa rồi, rồi hết rồi, có cá lóc nhỏ nữa nha, hai ông cá kiến tôi đụng chập quá luôn, khuy sẽ có cái gì quý báu không, có con nhỏ không, có thì thả lại đi ông ơi, bắt con kiến với bắt con khuy rồi, ừ rồi thả, còn cá lóc nữa, còn cá lóc, bắt cá lóc, cá mại gì, có gì, con linh, cá cóc nhiều lắm rồi, con cá chèn nữa, cái này cái gì, cái này cũng biển nữa, con khuy bắt mèo, thôi thả đi, thả đi, thả đi, bắt cá chèn à, thả cái con tông, kìa cá lóc kìa đó, con cá lóc nữa, rồi được rồi, giữ lại nha, bắt con nào, bắt luôn, con bắt có chịu à, thả lên luôn, thả lên luôn, ồ tép nhóc trên trời, con tông một dạ. Thôi thả cho bạn, thả đi. Nè, thả mới đồng tông nha. Ê, cá chèn nè. Thôi, nhiều lắm rồi. Hiểu không? Cá chèn nè, khôn không? Đúng rồi. Ừ. Thôi. Chèn bự. Thả mấy cá đồng tông lại đây cho nó sống nha bạn, tại nhiều lắm rồi. Khắc cái này ra anh ta, ra anh ta. Khắc chứ cái chốt vô mặt thôi, cái ké luôn á. Rồi, quá em. Ô, là nó có ít nữa trời, quái mại thiệt chứ. Có một dạ, được có ít còn chưa nhiều. Cái mại hả? Không. Cái dẫn cái này dinh. Thôi ngon lành nha bạn, nói chung thì thành quả quá là thấm khá rồi nha. Thôi bây giờ anh em mình cúng lưới lại để anh em mình đi rồi đi về cái chòi sinh tồn của anh em mình nha bạn. Anh em mình đi kéo cá cũng được một mẻ cá rất là lớn nha bạn. Đây được 4 con ếch nữa. Wow, anh em mình sẽ ngon lạnh luôn nha. Lấy 4 con ếch này anh em mình nấu canh chua với cá rô phi với con cá lóc kiến nấu canh chua luôn nha bạn. Đây bây giờ mình sẽ vô cái nước sâu rồi nha bạn. Nhanh lên đồng chí ơi, đói quá đồng chí ơi. Đồng chí ơi. Cá luôn cái chảo canh chua anh em mình có 4 con ếch này là sống dày luôn nha bạn. Ếch đồng nha, nên anh em mình phải buộc chừa da để ăn cho ngon nha bạn. Ếch là chừa vô phi đó. Huy nè. Được. Hảo. Mình chưa nó con đó nha. Vậy? Chưa nó ngoe thôi, da thôi. Cái da đó hả? Trời ơi, nó chưa tụi tôi thôi. Da nó ngon đúng không? Bây giờ mình nêm cái nồi chua luôn nha bạn. Chưa nó cái da đây, rồi. Hạt nêm nha. Miếng muối. Nồi chưa đổ đâu. Miếng bột ngọt. Một chút nước màu. Miếng vô miếng đường nha bạn, miếng gà gầy không cái quay giờ nó bung dai ra kìa phanh khỏe luôn nha. Rồi bên đây mà quay qua mình ốp cá luôn nha bạn, cây nhà lá dừa luôn nha, cây dừa cái chảo cá kho ít gì hả? Ăn không hết thì mơ sáng nè mình ăn tiếp nha bạn. Đây là tôi thả bớt rồi đó, đây ốp nước màu nha. Trời ơi nha, cái này ăn không hết, cái sáng nấu cơm á, cái chiên lại ăn với cá này đủ. Sao chiên lại không ăn với chiên mà ăn với cá? Chiên cơm á. Đây bột ngọt. Còn không ăn với chiên được không? Không ăn với chiên cũng được nữa. Lâu lắm rồi chưa có ăn cá hồng nên giờ ăn hết luôn một cái đường. Chảo mớp xào luôn. Đường. Mà không mớp được không? Muối. Mớp bị tét thì bởi. Nước mắm. Tiêu. Rồi ngon lạnh. Nước mắm đâu? Nước mắm hồ biết. Mắm biết tên. Đâu? Hồ biết. Tôi hồ biết không trời. Đây nước mắm. Còn chai này các bạn, giờ mình xài nhiều thì không sao. Đụm đụm. Thôi còn miếng hết luôn đi. Hết ừ, hết luôn đi. Thôi nó phải thêm đường nha. Thôi được rồi bây. Ăn kho lòi vậy gì vậy? Hào quá. Rồi cái nắp nó mắm đây. Đây bây giờ mình trước tiên là mình cho vô miếng mỡ luôn. Trời trời. Trời ơi. Trời kho lòi luôn. Mới mà sợ gì? Đây là cái chai mỡ nha bạn, mình sẽ cho vô một trước một miếng đi, hồi nữa chín mình cho thêm miếng nữa nha. Ông lòng ơi, con ông mốt đá xe ngáy nè, để cho. Còn có miếng mà ông lo gì? Đó, ngon quải lòng luôn đó. Xong. Không, bây giờ lo cái nồi canh chua á, cậu bữa nay mình nấu canh chua với bắp chuối nha bạn. Chờ nó sôi vô thì lên mình sẽ bỏ bắp chuối vô nha. Cái nồi canh chua mình cá với ớt nó đã chín nha bạn. Giờ mình sẽ vớt ra để mình cho bắp chuối vô nha bạn. Để cái khuy này nó dễ bể lắm, mình quậy quậy nó cái là nó nát. Đang niêu. Đang niêu bằng chuối diệt. Một ẻm. Một đôi. Trời ơi, tôi thấy hai đứa ếch, rẻ tiền nha.
hai đắng. Chỉ sao này ba co hay gì co quéo luôn hả? Này ba còng còng này lĩa đâu được mấy ếch trời, lĩa thèm nhờ mà đi chơi mà chạy chạy phóng phóng mấy ếch phóng người kéo dính luôn. Tại tôi tạo hình ếch cái ếch gao hiểu không? Thôi này để mấy em đi mày đây. Tại nó không có bể đâu. Không có bể. Đây đâu chuối bỏ vô rồi. Đây anh em mình sẽ nấu canh chua với bắp chuối nha bạn. Đó. Giờ vô vô bắp chuối luôn nha. Củ tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài. Vậy không? Sao tao xấu rồi nè mà tao dễ xài vậy trời? Không dễ xài. Đó, có nồi canh chua bắp chuối gực gỡ luôn nha bạn. Hết nấu canh chua bắp chuối rồi hết bài rồi nữa trời. Gực gỡ rồi. Ít mương mà. Ít hầm á. Chuối mình nó đã chín rồi nha bạn. Giờ mình sẽ cho dầu niêm với ớt vô nha. Đù còn ở đây còn con cá nữa trời. Rồi để nào. Để luôn. Đi. Đây bây giờ mình vô ớt nha bạn. Quá. Wow. Rồi vô dầu niêm luôn nha. Chuối này người ta gọi là nấu hành luôn. Nấu xìm lo luôn. Nấu xìm chảo luôn. Nước xìm lo. Đây vô nước cốt hành luôn nha bạn. Wow. Rồi bỏ gạo vô cái chứ. Sôi ruột nữa phải thôi. Quýnh nữa, giá nước mắm cái nữa nhắc xuống nha bạn. Không ngon tới giọt cuối cùng luôn nha. Đây, vô miếng nước mắm. Ông biết tiết kiệm không ngon lắm cùng như trời. Rồi ngon lành, có nồi canh chua bát ngát hương thơm nha bạn. Chua chín thì tiếp tục tới chảo cá kho nha bạn. Cá hồng mịn nó mới tới đó. Đây đó, cái đó tới gạo đó. Chết bà nổ cái chảo canh chua rồi. Thì múc nước lạnh ăn luôn. Bên nữa thôi mình thôi. Còn chảo cá này. Còn chảo cá này linh đình rồi. Đó. Mới tới biên. Cái chảo cá lồng tông với cá chốt, cá gô rồi ngon lành nha bạn. Kho là bá cháy một chén nha. Nhìn mà chào nước bọt rồi. Bá cháy một chén. Con của mình đã chín ngon lành canh đào bạn, các bạn thấy sao? Trời, quá đã không? Cá này mới tới chứ. Rồi, bây giờ mình gắt tiêu cái nữa là rồi, mình gắt xuống nha bạn. Hết đi, gắt gì cũng biết rồi. Sao giờ mới dành là biết rồi, thơm bát ngát luôn á. Gắt cái đều đều cho nó thơm đều, mình gắt một cái. Rồi. Rồi, bây giờ gắt rồi, nhắc con cá xuống để cúng cơm trong bà đất đai nha bạn. Rồi sẽ mời các bạn cùng thưởng thức bữa cơm tối với mấy anh em mình nha. Wow. Quá đã. Các bạn ơi thì ngày đầu tiên sinh tồn của anh em mình thì cũng được một mẻ cá, nói chung là quá trúng mánh nha bạn. Thì cá thì anh em mình nấu canh chua nha. Họ có ếch trong đây nữa nha các bạn. Luôn đi fan. Ừ. Còn bên đây thì các bạn coi cái chảo cá mà kho khô của anh em mình nè. Không còn gì để ngon nha bạn. Quá đã luôn á. Wow. Mời mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với mấy anh em mình nha. Vô dứt. Vô dứt. Lên em ơi. Mời tất cả các bạn cùng nâng chén lên để ăn cơm tối chung với anh em mình nha bạn. Vô anh em ơi. Mời tất cả các bạn nha các bạn. Vô. Mời tất cả các bạn nha. Dạ cá cũng đi. Ăn cá hả? Ừ. Cá. Tại sao mà mình không ăn muối? Tại sao mà không ăn xương? Tại sao không ăn muối? Cá chấm muối. Cá chấm muối hả? Vô mời các bạn nha các bạn. Tại sao không ăn muối chấm vô, cá? Vô các bạn ơi. Vô. Đói rồi, tôi đói rồi đó nha. Đây mời các bạn miếng canh chua nha, mình vô miếng canh chua trước nha bạn. Cho nó gực gỡ rồi. Ô te vô vô cá luôn trời. Vô. Vô món mời tất cả các bạn nha. Trời ơi. Quéo luôn rồi. Đấy, đúng rồi, mời các bạn nha. Ngon. Tới tôi mới được chứ. Qua đã không? Trời ơi trời. Chậm rồi. Mời các bạn vô chua. Ngon quá. Ừ, chuối ngon. Ừ, chuối rồi. Có ớt trong đó nha anh em. Đừng quên ớt nha, ớt nha. Đừng ớt gì không? Ừ. Mời các bạn nha các bạn. Có đậu không? Có đùi luôn không? Ừ. Em nhớ ớt đừng quên ớt, ớt nha. Chưa ăn cái đùi không ạ? Tất cả các bạn gấp chuối nha. Ừ, ngon. Đó nhỏ ăn từ mình đảo xuống thì con ngớt ăn từ mình xuống cái đầu phải không? Ăn cái đồ không? Ừ. Tí ăn cái mình nha. Mời các bạn nha. Tôi ăn cá nha. Ừ. Đó. Đây mời các bạn nửa con ếch nha bạn. Ủa ếch nó chua này ngon cực gỡ. Ừ. Thấy con bơi thèm các bạn ơi. Vô mới được. Hết còn nha em. Trời ơi. Chua ngon rẻ hơn. Nhìn miếng rồi. Cho xuống xong luôn để khỏi bị kiến. Mời tất cả các bạn nha. Học miếng canh. Trời. Wow, đã không? Sướng luôn á. Wow. Chơi mồng nữa quen. Đậu quọng còn chút nữa, cơm lên mũi hết luôn trời. Tây gì ngon vậy hả? Chơi mồng. Là mấy cá lòng tông kho khô các bạn, mời các bạn nha. Bóng lửa ngon lành luôn. Trời ơi, cái này bỏ rất mỡ vô, cái này hồi tới nãy. Ê, không bước rồi. Mỡ nãy chế rồi hả? Đâu lắm rồi, ông kho đồ mà không có để nó mỡ được. Không, lụng cự không vậy. Mỡ vô cái tới mỡ chưa chị. Vậy chứ ngoài chợ người ta hết bán mỡ heo rồi. Thôi để ráng rồi. Không mỡ ông ăn. Con mỡ cho ông ké luôn á. Hơi chết luôn á. Mời tất cả bạn nha. Chết trời. Nhiều miếng là bỏ rồi. Con quéo ngon trời. Các bạn nha.
quá lạ. Nãy vô miêu miếng cá trời. Qua một chuối này tới. Không, con chuối nó căng thương ngon thiệt. Chuối lo ngon. Cả bạn miếng cá rô phi nha. Ếch còn ngon hơn ừ. Trời. Trắng phiếu ngọt nhẹ. Đâu vô bánh được 4 ếch trời. Phải biết có ếch mẹ em có mẻ nó vừa mẻ nó tới. Dạ hả? Ừ. Biết trước luôn hả? Phải mình biết trước. Nếu mình biết trước là mình làm vua luôn rồi. Làm vua hay làm giặc. Không, sao cá này tới hiện tại. Tới hả? Tới quá tới rồi bạn nha. Mời đi các bạn nha. Mạnh tay mới ngon. Cô cá tới hiện. Mà cá mình tông quá quá đã mà có quéo luôn rồi. Vét nó trời. Mời các bạn nha. Biết quại giờ biết vét không trời. Tới đã. Rồi rồi. Rồi tao không. Gì vậy bạn? Sạc rồi, sạc rồi. Bí vậy? Sạc. Giặc ớt. Sạc ớt. Tới rồi, tới đó. Nặng bát luôn phải anh. Sạc cá nặng nha, coi chừng con cá lồng tông nó chui ra lỗ mũi này nó hơi mệt luôn nha. Ông kêu ông bác nha, cái này là cái tén nha, ông kêu ông bác ok có luôn. Ngon quá bạn ơi. Ăn miếng coi phải anh. Miếng luôn. Ngày đầu tiên sinh tồn mà anh em mình được cái bữa cơm ngon như vậy thật sự là quá đã nha bạn. Rồi được rồi đó phải anh, ok phải anh. Đây, đừng một bát bình thường nha. Có chuyến bài đi, có chuyến bài trở về chứ trời. Tôi trở lại rồi. Còn cá lồng tông có chui lỗ mũi không? Lên nước mắt luôn anh. Trở lại lấy ra lũ ghèn luôn không? Rửa trời. Tôi đã trở lại rồi. Đây. Ôi bình thường luôn, cây quả đã. Rồi đồng chí nó không? Tình đồng chí rồi. Bây giờ nói thật mới rồi. Ôi vậy thôi, tình đồng chí nè. Rồi mời bạn chén thứ hai nha. Kèm thêm mớ cá lồng tông khô quéo nữa nha bạn. Đây mời các bạn nha. Wow. Mời tất cả bạn chén đầu tiên nha, ngon quá các bạn ơi. Ôi dùng cá đi. Vô cái đồ ếch nha các bạn. Cá này sặc, cá lồng tông này ổng làm y chang người ta cá gì mà hơi khô luôn trời. Cá nhỏ nhỏ. Cơm. Ừ, làm y ni luôn, kho kho ghê thiệt. Đẳng cấp. Đẳng cấp phú quốc luôn. Các bạn nha. Kiếm cái đầu nữa cho ông tí mình mấy trời. Ít tí đây. Vừa cho quay phim đấy. Vậy còn nhiều không? Quay phim đẳng cấp không à. Còn hai con nữa đang. Ừ. Nè mình ăn cá được thì nay mình giết cá mạnh mạnh luôn. Vậy. Vô mỏ bạn mà các bạn ơi. Mỏ vậy. Miếng chuối. Miếng gỏi không? Sặc cái nó kìm luôn à. Đồ gỏi, đồ gỏi. Rồi vô miếng muối ớt đây. Làm miếng cá thôi. Mà đồ bổi hay đồ bổ? Đồ bổi. Gấp mini không phải anh trời, yếu hẹn trời. Mời tất cả bạn á. Đủ, gấp mạnh mẽ trời. Gấp gì nè. Bạn nha. Người phụ bú đi trời. Wow. Vô nha bạn. Hồi nay giờ tôi đi có ai xuống chén người ta? Chưa. Chưa ai xuống nữa. Chưa xuống rồi, xuống trước rồi, cấp phép rồi, xin lỗi nè. Xuống trước rồi. Ý thật vậy mà xuống chén trước luôn trời. Ghê thiệt. Cậu phép qua, cậu phép qua. Ok. Đủ. Cầm cầm đánh đầu đi ta. Quất ta. Ừ. Mạnh mạnh nữa không? Ừ. Có cá gì lắm nhiều. Ông có kêu rồi, tôi có xỉa rồi, ông kêu tôi còn xỉa hai cái đầu. Mời tất cả bạn cái đầu nha. Không ai cần. Quất nguyên dạng. Thịt chua mặn với cá khô này hợp bài phải không? Đó, cái lực ngon cực kỳ luôn chứ hợp bài fan. Mời bạn mấy cái kho khô làm có sẵn rồi. Ừ. Có vậy đây trẻ thèm vậy? Cú cái thứ. Cứu. Ổng cứu cứu vậy? Tôi kêu ổng mà đâu kêu đâu. Mời các bạn vô cái đuôi cá lồng kiến nha. Là nước. Dùng miếng bỏi. Ngon rẻ rồi. Ngon. Ăn mà đổi tiếng tướng lưu liệu trời. Khá lắm quá ngon. Mời các bạn nha. Khá lắm. Thôi mình ngoan phép xin mời con cá lóc mini nha bạn. Mời bạn con cá lóc nha. Cá lóc phong tỉnh. Rồi. Thêm một người nữa. Đầu cái giống như tôi rồi. Con. Chị muốn ớt lên đây chị biết nữa giúp cái muốn sạc ben luôn vậy không ơi. Cá lồng tông chui lỗ mũi. Con. Cái đầu cá quy chung cho lỗ mũi nữa. Tôi là con chui nữa. Chui nữa. Cái bài luôn hay gì bạn ơi. Mời các bạn nha. Chui. Rồi đầu cá này mà. Cá mại ơi. Mà khuya ai đó bụng ngồi ăn cứng thật luôn. Ngon quá nhé. Cá mại. Cá nó căng vô ha. Cá mại còn gọi là cá thiểu nữa. Hay không? Nó người ta thường gọi là con cá trắng nữa. Người ta thường gọi là cá có dãy nữa. Ừ. Sao lại thường gọi là con cá dưới nước nữa. Chuối ngon rẻ. Cá là cá kho nữa. Con bắp bình thường đúng không hả? Con bắp bình thường. Dĩ trời. Ok, tôi thì không ý tôi làm tiếng hả? Không chế mỗi. Tôi đổi ý tôi nha. Ờ rồi. Bình thường mà hả? Từ đây bình thường quá. Ok. Vô chén canh nữa nha bạn. Đã luôn, ngon vậy giờ lấy cái muỗng luôn nè, giờ gấp cái đũa hết thú vị rồi, giờ gấp cái muỗng nè. Đây mời bạn nha. Ủa cái không được.
giờ gấp vậy mới hú vị nè, mời bạn chén nữa nha. Đũa gấp tới. Ừ. Rồi tôi gấp cái đũa hú vị, tôi gấp thêm muỗng hú vị nữa đây. Luôn cành cành này. Qua wow, mà nó cả mày nha. Ngon ghê trời. Tôm nữa trời. Hôm trước nó ngon như vậy. Ngon không? Ngon không? Người ta sẽ gọi mình biết là gì không? Làm bữa nào nhai bữa nấy nè. Yeah. Vậy vậy? Là sao? Vậy chứ mà kéo cá mà làm bữa cơm tối cái mà nhai hết trơn cái mà sáng phải là làm bữa nào nhai bữa nấy nè. Rồi sáng mình cặp đá ăn. Chắc lên sống với bài trên đây luôn á. Còn là hồn nhai đó mình luôn á. Không dù nhai đó mình. Chắc đầu nha. Nó mới chịu cơm luôn á. Cũng khá luôn. Hết luôn. Hết luôn. Thấy không nổi. Dễ bể. Hết luôn đi. Đó gì sao bể mệt các bạn. Vô có gì nó chua kìa. Ngăn nhũ gì nữa. Mới xuống chén đầu tiên luôn hả? Ừ chén này chén đi. Rồi tới công chuyện không rồi. Rồi được rồi. Hiểu ý đồng đội mà. Đúng 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 đúng. Cho tụi luôn. Ăn cái đất gì mà ta ăn nhiều lần. Có lần. Dính tại này đuối chẳng mới ăn chén thứ hai nhất rồi tại. Rồi mình vô ăn canh đi. À, có cái đầu ếch nữa. Đầu ếch gì bự dưới trời. Cái này là cái đầu hả? Cái mình ếch. Cái đầu đó. Đầu đó mới tới đó. Mày mày cái đầu ếch nha đẹp gái gì. Còn lại hai cái giò không biết tèm chứ hả? Thôi mình chan canh vô cơm mình mọi bạn muốn là bỏ nha. Có thiệt. Thôi tất cả các bạn nha. Thì khảo. Bạn muốn bỏ ai? Mời tất cả các bạn nha. Bỏ mẹ. Ờ, tôi nghĩ từ đây tao hứa tôi không giờ chan muối ớt nữa. Trời ơi trời. Vô mời các bạn nha các bạn. Cá mặn cá lòng tông nè. Ăn xong ha. Cái chậu mảnh này tới luôn chứ mệt các bạn nha. Ăn xong á bay xuống mương. Ăn xong rửa giò rửa tay chân rửa miệng cái trời trời ơi cái nào. Rửa nách cái nữa. Rồi. Thôi thôi nhéo mà. Để mua nách chết làm cái mua nách dễ. Thôi thèm. Thôi làm hết này luôn. Mời các bạn nha. Được chừng 40 ca có hết đồng mà nấu chua nó đã gì đâu trời. 40 con hả? Ừ. Thì đi 40 ngày. Nói gì đúng rồi như đúng rồi các mẹ đó. làm một mẻ rồi gỡ luôn. Ờ cao một tầm bóng lưỡi nha bạn. Nó khô lại ngon ghẻ mày các bạn nha. Nó làm thành lẩu ếch luôn rồi chứ không phải cái. Nó chua ngon không? Nó lẩu gì lắm. Gọi ngon. Ủa đó. Ba chén rồi mới nó lót rồi có bự. Đủ. Miếng bắp chuối cho nó biết mùi bắp chuối rồi. Mời các bạn nha. Gì nãy giờ ăn gì? Nãy giờ không biết mùi bắp chuối luôn hả? Nó hấp nước mà. Nãy giờ biết mùi cá chưa? Chưa luôn. Mùi ếch chưa? Chưa luôn. Nãy hấp nước canh với chan nước cá. Không biết mùi cà gió chưa? Bữa này ăn này dịch thiệt. Mà nhảy ở đây không anh ơi, tôi nó ngại rồi mà. Mẹ còn cái này không em, anh em nào quất cái đi. Quất đi. Trời ơi, tao hết cơm rồi, quất cái tèm. Anh em nào còn cơm quất đi. Nhịn hoài, ừ. Em đi chứ. Đã tôi xuống chén rồi, không lẽ là tôi quất một cái này, không lẽ là nó kỳ chứ. Anh em quất hí hí đi. Mở một ký, quất đi quán. Chị chia luôn. Ừ, quất tao quất luôn. Mấy con cá vô. Gì vậy anh? Tới luôn chạy ra, đủ biết chạy. Còn luôn chưa, còn luôn chưa, tới luôn chạy. Hiền lấy qua để lại cuộc người vào tay mình này. Quá mà. Hết cơm rồi. Quá nãy hết rồi, một cái văn như mưa luôn, chắc té luôn á. Tới bên luôn tại. Tới bên. Nè em tới gì tại. Không, mà thật sự là bữa cơm này ngon nhất nha bạn. Nhất mà từ chiều giờ nha. Chứ không phải là nhất từ trước giờ nha. Từ sáng giờ. Từ chiều giờ á. Không mà ngon thiệt như bạn, không phải mà anh em nó dốc nha. Tại vì canh chua mà nấu với cá đồng như bạn, thêm ếch đồng nữa. Nó rất là ngọt, rất là ngon, bắp chuối này quả chữa ngon nữa. Thêm cái nồi mà cá đồng tông với cá mại mà kho khô nữa thì thôi. Quá đã, không có gì bàn cãi nha bạn. Quá đã fan ơi. Và bây giờ anh em mình xin phép gác máy xíu để cho quay phim cho ăn cơm chung với anh em mình chút nha bạn. Và anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem nha. À, các bạn ơi, thì anh em mình cũng đã cơm nước no sai nha bạn. Thì anh em mình văn mùng lên để làm một giấc ngon ngon tới sáng ngày mai. Để anh em mình chinh chiến thêm ngày thứ hai nha bạn. Thì anh em mình ngủ mùng thì không sợ mũi nha. Thôi bây giờ thì cũng trễ rồi, cũng chúc cho tất cả các bạn có một giấc ngủ cũng ngon bên gia đình và người thân nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai nha bạn. Bye bye, chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha. Bye bye. Bye.